Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tạp chí Sức khỏe đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong phần bản tin có các tin: sau Tết thời tiết giao mùa, bệnh nhân tại các bệnh viện tăng; bệnh viện Sản Nhi nhiều trẻ nhập viện vì rối loạn tiêu hóa sau Tết; bệnh viện Y học cổ truyền tổ chức khám chữa bệnh thẻ bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ. Trong mục thầy thuốc với người bệnh: sàng lọc trước và sau sinh, phòng tránh một số bệnh nguy hiểm ở trẻ. Mục cẩm nang y học: các bài thuốc đơn giản giúp thanh lọc cơ thể. Cuối chương trình là câu chuyện y tế, gặp gỡ nữ trưởng khoa tận tâm với người bệnh tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin y tế. Sau 2 tuần nghỉ Tết Nguyên đán, tại các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện đều trong tình trạng đông bệnh nhân đến khám, chủ yếu là người cao tuổi và trẻ nhỏ. Cụ thể, theo thống kê tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, trung bình một ngày có 700 bệnh nhân đến khám. Bệnh viện Đa khoa Phố Nối có 750 bệnh nhân, cao điểm lên tới 800 bệnh nhân, tăng 30% so với ngày thường. Còn lại, bệnh viện tuyến huyện như Trung tâm Y tế Tiên Lữ và Trung tâm Y tế Yên Mỹ, trung bình một ngày tiếp nhận khoảng 500 bệnh nhân, cao điểm lên tới 600 bệnh nhân. Nguyên nhân là do trong những ngày sau Tết, nhiệt độ thời tiết chênh lệch lớn giữa ngày và đêm nên số trẻ em đến khám và nhập viện do viêm đường hô hấp tăng cao. Những bệnh nhân điều trị dài ngày tại bệnh viện cũng đã quay trở lại sau những ngày nghỉ Tết, cộng với lượng bệnh nhân khám, cấp cứu gia tăng. Mặc dù đã tiên lượng trước tình hình và chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, nhưng do số lượng bệnh nhân tăng cao nên vẫn xảy ra tình cảnh bệnh nhân phải chờ đợi lâu tại các bệnh viện. Theo số liệu của khoa khám bệnh Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, những ngày trong và sau Tết, bình quân mỗi ngày khoa tiếp nhận trên 50 bệnh nhi đến khám các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, trong đó có gần 1/2 số trẻ mắc bệnh rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng tiêu chảy cấp, nôn, ói và sốt. Hầu hết trẻ nhập viện đợt này đều trong lứa tuổi đi nhà trẻ và cấp tiểu học. Theo nhận định của các bác sĩ là do trẻ ăn uống thất thường, ăn hàng quán không hợp vệ sinh, thời tiết nóng lạnh đột ngột, cùng với đó là thói quen giữ nhiều thực phẩm trong ngày Tết của nhiều gia đình dẫn đến thực phẩm dễ bị nhiễm khuẩn, khiến số trẻ bị mắc bệnh rối loạn tiêu hóa tăng cao, trong đó phần nhiều là trẻ bị tiêu chảy cấp. Để phòng tránh các bệnh về tiêu hóa, các bậc phụ huynh không nên cho trẻ ăn các loại thức ăn còn thừa lại sau Tết, cần ăn chín uống sôi, thực hiện tiêm ngừa đầy đủ cho trẻ, hạn chế cho trẻ ăn các món chiên xào vì ăn nhiều dầu mỡ dễ gây tiêu chảy cho trẻ. Từ tháng 10 năm 2017, Bệnh viện Y Dược cổ truyền đã thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng như làm thủ tục ra viện, chuyển viện cho bệnh nhân trong ngày nghỉ như ngày làm việc bình thường. Đây là một trong những hoạt động mà bệnh viện thực hiện nhằm nâng cao sự hài lòng của người bệnh. Nếu như trước đây, bệnh nhân đủ điều kiện sức khỏe sẽ được bác sĩ cho ra viện vào ngày nghỉ, nhưng thứ hai sau đó phải đến làm thủ tục thanh toán, thì hiện nay bệnh nhân hoàn toàn có thể thanh toán ra viện vào ngày nghỉ. Sắp tới, bệnh viện sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đón tiếp hướng dẫn bệnh nhân chu đáo hơn. Trái với tình trạng vắng như chùa Bà Đanh ở nhiều trạm y tế, thì tại trạm y tế xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, trung bình mỗi ngày có từ 40 đến 50 bệnh nhân trong và ngoài xã đến khám và điều trị. Sở dĩ được người dân tin tưởng như vậy là bởi trạm có đội ngũ bác sĩ, y sĩ có trình độ chuyên môn khá. Cùng với làm tốt công tác xã hội hóa nên trạm được đầu tư nhiều trang thiết bị y tế hiện đại như máy thử nước tiểu, máy phát hiện tiểu đường, hệ thống các máy phục hồi chức năng, kéo giãn cột sống. Cơ sở vật chất được đầu tư, trình độ chuyên môn được rèn luyện thường xuyên cùng với thái độ phục vụ tận tâm, hết lòng vì người bệnh chính là những yếu tố giúp trạm y tế xã Tiền Phong trở thành địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người dân địa phương. Tình trạng thiếu bác sĩ đã diễn ra ở một số đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh ta từ nhiều năm nay. Ân Thi là một trong những đơn vị như thế. Hiện tại, Trung tâm Y tế Ân Thi có 107 cán bộ, nhân viên y tế, trong đó có 18 bác sĩ. So với chỉ tiêu mà Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt là 25 bác sĩ, thì số bác sĩ mà Trung tâm Y tế Ân Thi còn đang thiếu là khá nhiều. Không chỉ thiếu về số lượng mà chất lượng bác sĩ của trung tâm cũng còn hạn chế. Toàn trung tâm có 1 thạc sĩ, 5 bác sĩ chuyên khoa 1, song hầu hết được đào tạo chuyên tu, chỉ có duy nhất 1 bác sĩ tốt nghiệp chính quy. Do tình trạng thiếu bác sĩ mà từ nhiều năm nay các kỹ thuật ngoại sản của trung tâm không thể hoạt động.
việc thăm khám cho bệnh nhân tại khoa khám bệnh cũng phải huy động các bác sĩ từ các khoa phòng liên quan. Trong năm 2017, ngành y tế Hưng Yên có nhiều kỹ thuật y khoa được áp dụng và triển khai thành công tại 3 bệnh viện lớn của tỉnh là Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên và Bệnh viện Đa khoa Phù Nội. Riêng Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên đã triển khai tới 105 phương pháp kỹ thuật mới, trong đó có 6 kỹ thuật mới hiện đại được các Bệnh viện Việt Đức, Tim Mạch Hà Nội, Bạch Mai, Bệnh viện Sản Nhi Trung ương lần đầu tiên chuyển giao áp dụng như kỹ thuật nội soi cắt tử cung toàn bộ, kỹ thuật lọc máu liên tục CVVH, kỹ thuật thay huyết tương bằng albumin, kỹ thuật can thiệp mạch, định lượng virus viêm gan B, C và kỹ thuật tán sỏi nội soi laser. Bệnh viện Sản Nhi triển khai thêm 10 kỹ thuật mới, trong đó kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung đem lại hy vọng cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn. Bên cạnh lĩnh vực sản khoa, lĩnh vực chăm sóc nhi cũng có nhiều kỹ thuật được ứng dụng như kỹ thuật chăm sóc thiết yếu sau mổ lấy thai, tách dính ngón, cắt sẹo bỏng có vá da. Bệnh viện Đa khoa Phố Nối cũng ứng dụng thành công kỹ thuật tiêu sợi huyết cấp cứu cho 30 bệnh nhân đột quỵ não sử dụng thuốc tiêu sợi huyết Antablis và hiện là cơ sở y tế duy nhất trên địa bàn tỉnh ta thực hiện kỹ thuật tiêu sợi huyết trong điều trị bệnh nhân đột quỵ não. Thực phẩm bày la liệt, không che đậy ở nơi có nhiều người và phương tiện giao thông qua lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh là thực trạng đang diễn ra tại lễ hội Đền Ủng. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại lễ hội Đền Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi. Để đáp ứng nhu cầu lượng lớn người du xuân lễ hội, dịch vụ ăn uống tại di tích cũng mang tính chất tạm thời. Nhiều lều quán đã được mọc lên với đủ loại thực phẩm từ bún, phở đến những gánh hàng di động như xúc xích, bánh kẹo, nước uống. Bố trí ngay ở đường đi lối lại, thiếu điều kiện bảo quản và chế biến thực phẩm an toàn. Vì lễ hội thường mang tính chất thời vụ nên nhiều chủng loại thực phẩm được sản xuất chế biến thủ công. Người bán hàng, chế biến thực phẩm thiếu kiến thức về an toàn thực phẩm. Lượng người đi lại ăn uống đông đúc, dồn dập dễ tạo ra sự nhiễm vào thức ăn, nên nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại lễ hội là rất lớn. Thưa quý vị và các bạn, trung bình mỗi năm tại Việt Nam có khoảng trên 1 triệu em bé chào đời, song điều không may là có khoảng từ 1,5 tới 2% trẻ mắc các dị tật bẩm sinh. Do đó, sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh để phát hiện, can thiệp và điều trị sớm các bệnh tật là việc làm cần thiết. Vậy sàng lọc trước sinh và sau sinh là như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với Thạc sĩ Phạm Thị Thùy, khoa hỗ trợ sinh sản và sàng lọc sau sinh, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa bác sĩ, sàng lọc trước sinh thì có thể giúp phát hiện những cái dị tật nào ở trẻ ạ? Một số các cái dị tật lớn có thể phát hiện được trong cái quá trình sàng lọc trước sinh. Ví dụ như là chẳng hạn như là thai vô sọ, một số các cái bất thường khác về mặt nhiễm sắc thể nó có thể ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ men này của trẻ cũng như là cái chất lượng của dân số. Ví dụ như là những cái hội chứng như là hội chứng bất thường nhiễm sắc thể số 21 các bạn gọi là đau đần. Ngoài ra thì ví dụ như hội chứng bất thường về thừa một nhiễm sắc thể số 18 gọi là hội chứng Edwards ấy, thì nó sẽ gồm kèm theo đấy là những cái bất thường về mặt hình thái rất lớn, ví dụ như là trẻ bị cằm nhỏ này, rồi là tụt lưỡi trong cái quá trình sau mà đẻ xong ấy thì lưỡi nó bị tụt về sau, nó đè vào đường thở này, rồi là vẹo tay này, vẹo chân này, hoặc là một số những cái bất thường khác có thể có khả năng sửa chữa được, chẳng hạn như là khe hở môi đơn thuần thì cũng có thể được phát hiện trong cái quá trình mà làm sàng lọc. Nếu mà mình phát hiện ra thì tiếp tục sẽ được làm những cái bước sàng lọc tiếp theo để loại trừ những cái bất thường khác kèm theo. Nếu nó chỉ là đơn thuần thì vẫn có thể tiếp tục giữ thai được và sau đấy thì để điều trị. Đấy, hoặc là một số các cái bất thường khác có thể phát hiện trong quá trình làm sàng lọc mà rất là quan trọng đối với em bé ngay sau sinh, chẳng hạn như là thoát vị hoành bẩm sinh chẳng hạn. Vậy thì sàng lọc trước sinh sẽ được thực hiện vào những giai đoạn nào của thai kỳ thưa bác sĩ? Sàng lọc trước sinh thì nó là cả một cái quá trình theo cái tuần tuổi thai. Ví dụ như là từ nó có các cái giai đoạn để làm sàng lọc từ 12 cho đến 14 tuần là giai đoạn đầu tiên để mình làm sàng lọc. Sau đấy thì đến giai đoạn tiếp theo là giai đoạn từ 15 cho đến 20 tuần thì mình có một cái xét nghiệm sàng lọc nữa. Rất là quan trọng để làm sàng lọc về hình thái đấy là giai đoạn từ 19 cho đến 22 tuần là giai đoạn mình làm siêu âm
siêu âm để phát hiện những cái bất thường về mặt hình thái, ví dụ như là khe hở môi, vẹo tay, vẹo chân hoặc các cái bất thường về tim. Đấy, sau giai đoạn đấy thì là mình đến giai đoạn 24 cho đến 28 tuần là làm sàng lọc đái tháo đường thai kỳ. Sau cái giai đoạn đấy là giai đoạn 32 tuần là cái giai đoạn làm sàng lọc gần như là cũng là lần cuối đấy, là làm sàng lọc là người ta phát hiện những cái bất thường về đường tiêu hóa cũng như là những cái dị tật về mặt van tim. Thế là người ta sẽ phát hiện ở cái giai đoạn tầm 32 tuần. Nên sau 32 tuần thì mỗi thai phụ nên đi khám thai khoảng độ 2 tuần, từ 32 đến 36 tuần thì 2 tuần một lần. Lúc đấy là đánh giá chủ yếu là cái tình trạng phát triển của thai, vị trí sau, rồi là ngôi thai với tình trạng độ ố là chính thôi. Còn hầu hết các cái bất thường thì được phát hiện ở trước 32 tuần nếu là làm sàng lọc cách đầy đủ. Sàng lọc sau sinh thì có thể giúp phát hiện những cái bệnh bẩm sinh nào ở trẻ? Với cái sàng lọc sau sinh thì nó lại hơi khác so với sàng lọc trước sinh một chút, là ở cái phương pháp sàng lọc sau sinh có nghĩa là sau khi em bé được sinh ra thì mình sẽ tiến hành sàng lọc. Thì hiện tại thì ở trên thế giới bây giờ thì có 3 cái phương pháp sàng lọc sau sinh chính. Đấy là bằng phương pháp thứ nhất là bằng lấy máu gót chân. Cái phương pháp thứ hai được làm sàng lọc sau sinh đấy là người ta sàng lọc mà phát hiện, tức là sàng lọc khiếm thính để phát hiện những cái trường hợp điếc bẩm sinh. Đấy, thứ ba làm sàng lọc đấy là làm sàng lọc về tim. Thế thì hiện tại ở bệnh viện sản nhi của mình thì cả ba phương pháp này đều đã và đang được triển khai. Thì với cái phương pháp sàng lọc sau sinh bằng lấy máu gót chân thì tức là chỉ bằng 2 đến 3 giọt máu thì mình có thể phát hiện được những cái bệnh lý bẩm sinh ở sơ sinh, mà nếu được phát hiện sớm, được điều trị sớm thì có thể khỏi hoàn toàn. Chẳng hạn như là suy đa trạng bẩm sinh. Hiện tại ở viện mình thì sàng lọc thính lực là hoàn toàn miễn phí. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Thùy về những thông tin hữu ích vừa rồi ạ. Những tác nhân như rượu, bia, thuốc lá, các chất kích thích hay các virus gây bệnh có thể khiến gan của bạn bị tổn thương nặng nề, đặc biệt trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua. Vì vậy, bạn cần áp dụng ngay các biện pháp thanh lọc cơ thể, giải độc gan sau kỳ nghỉ dài. Trong mục Cẩm nang y học hôm nay, Lương y Đỗ An Ngợi, hội viên Hội đông y huyện Văn Lâm sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn một số bài thuốc dễ làm tại nhà giúp thanh lọc cơ thể. Thưa quý vị và các bạn, Tết đến xuân về, nhà nào cũng vui vẻ cả. Nhưng trong cái vui đó thường là rượu bia uống rất nhiều. Uống rất nhiều, có những người say xỉn, có những người bị ngộ độc gan. Tôi xin giới thiệu với các quý vị và các bạn một số những vị thuốc thông thường mà trong nhà chúng ta dễ kiếm. Tôi nói về cà rốt. Khi ăn uống vào người ta nên ép nước cà rốt, hòa tí đường được, tí muối được, tùy theo cái con người, cái khẩu vị người ta uống. Thứ hai là cà rốt nó có tác dụng của nó là làm hạ cái huyết áp. Vì uống rượu vào huyết áp nó cũng dâng cao đấy, chứ không phải không đâu. Hai là nó làm máu nhiễm mỡ cũng giảm này. Nhưng cái tác hại của cà rốt, uống ngày nào uống nhiều cà rốt ấy, thì có thể gây ra hiện tượng vàng da, nó gây ngộ độc tới gan. Cho nên là mỗi một tuần người ta chỉ uống nước cà rốt này 2-3 lần mà thôi. Xin giới thiệu vị thuốc thứ hai là quả chanh. Quả chanh là vị chua, tính mát, cũng giải độc, thanh nhiệt giải độc. Buổi sáng sớm người ta nên cho một lát chanh vào và một ít muối. Thứ nhất là nó bảo vệ được cái vệ sinh răng miệng. Và răng miệng thứ hai là chữa được viêm họng và đồng thời nó thanh nhiệt. Nó giúp cho cái đại tràng rất là trở lại sạch sẽ. Tiếp theo đến tôi giới thiệu bài thuốc thứ ba. Đây là mật ong Hưng Yên. Mật ong có rất nhiều tác dụng trong chữa bệnh. Là trong mật ong một số axit, cho nên vị nó ngọt, vị hơi chua chua của mật ong. Vì nó có số axit, các axit đó giúp cho cơ thể là tiêu hóa những cái tổ chức trong quá trình ăn uống nó không tiêu được. Thế thì buổi sáng sớm làm cho một cái cốc nước ấm, thứ hai là cho một thìa mật ong, khuấy đều lên, uống vào buổi sáng sớm. Nhưng nếu như mà chống ho cho trẻ con thì người ta lấy quả chanh đào, một nửa quả chanh đào người ta vắt vào nữa. Ngay cho ta tan mật ong cùng với nước mà. Tháng nào cũng uống nước chanh muối hoặc là
mật ong nước sôi thì nó vô cùng tốt với đại tràng này, với viêm họng này, với cái khoang miệng. Ngoài ra thì mỗi buổi sáng sớm ta không hòa chế này, nhưng uống cốc nước ấm khoảng một ngày cần 1,5 lít, nhưng mà người ta chỉ uống một cốc như thế buổi sáng sớm thì nó làm cho cái đường tiêu hóa thông suốt, không ưu tắc. Đây là một số bài thuốc thật đơn giản nhưng có sẵn trong nhà, dễ kiếm, rẻ tiền mà người ta có thể giúp chúng ta bảo vệ cái sức khỏe. Nhanh nhẹn, hòa nhã với đồng nghiệp, tận tâm hết lòng vì người bệnh chính là những phẩm chất của bác sĩ chuyên khoa 1 Bạc Thùy Lan, trưởng khoa chăm cứu dưỡng sinh, Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Hưng Yên. Bằng tình yêu, niềm đam mê với nghề, bác sĩ Lan luôn nỗ lực không ngừng, nâng cao năng lực chuyên môn và được đồng nghiệp, bệnh nhân tin tưởng. Là người dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên tại xã Quang Huy, huyện Phủ Yên, tỉnh Sơn La, chị Bạc Thùy Lan ngay từ khi còn nhỏ đã ước mơ trở thành bác sĩ. Vì vậy, chị đã phấn đấu học tập và trở thành y sĩ y học cổ truyền, công tác ngay trên chính mảnh đất quê hương. Sau đó, năm 2003, chị tiếp tục theo học tại trường Đại học Y Thái Nguyên. Có lẽ là cơ duyên, sau khi tốt nghiệp, chị đã quyết định về công tác tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Hưng Yên. Trong công tác khám và điều trị bệnh, bác sĩ Lan đã cùng các đồng nghiệp luôn chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động. Cùng với đó là tổ chức thực hiện tiếp đón, phân loại bệnh nhân và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho người bệnh. Ghi nhớ lời căn dặn của Bác Hồ, lương y như tử mẫu. Thấu hiểu được sự đau đớn của người bệnh, không chỉ là người thầy thuốc tận tâm, chị còn luôn động viên tinh thần, gần gũi, cởi mở, giúp bệnh nhân vượt qua nỗi đau về thể xác, nỗ lực đẩy lùi bệnh tật. Đặc biệt, những bệnh nhân trực tiếp được bác sĩ Lan điều trị đều đánh giá rất cao khả năng xoa bóp bấm huyệt của chị. Tôi đã vào đây từ hôm mùng 8 Tết, được bác sĩ Lan và các bác sĩ, y sĩ bác sĩ và được điều dưỡng đến đây chăm sóc rất nhiệt tình và chu đáo và dặn dò rất cẩn kẽ. Bác sĩ Lan ấy thì hàng ngày thì bác ấy xoa bóp bấm huyệt, sau khi xoa bóp bấm huyệt xong, người tôi cảm thấy nó nhẹ nhàng và thoải mái, nó dần dần bệnh nó chuyển biến tốt hơn. Tôi bị tai biến mạch máu não, tôi vào đây điều trị hơn một tháng mà được các bác sĩ, nhất là bác sĩ Lan chăm sóc mà giúp đỡ tận tình lắm, bảo ban đến nơi đến chốn, bác cận tình, bác đến kiểm tra liên tục. Năm 2012, bác sĩ Lan được bổ nhiệm làm trưởng khoa châm cứu dưỡng sinh. Gần 6 năm trên cương vị này, chị đã cùng tập thể các y bác sĩ của khoa hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tham gia hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua do ngành y tế nói chung và bệnh viện phát động. Bác sĩ Bạc Thùy Lan là một người có trình độ chuyên môn cao, sống đối với nhân viên trong khoa thì bác sĩ sống rất là chan hòa. Đặc biệt đối với những nhân viên mới như chúng tôi thì bác sĩ cũng tận tình chỉ bảo những cái mà chúng tôi chưa rõ, chưa biết, còn thiếu sót và hạn chế, kể cả trong chuyên môn lẫn cách đối xử với người bệnh. Với những đóng góp đó, trong 4 năm gần đây, bác sĩ Lan đều đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Thế nhưng, sự tin yêu của người bệnh và bạn bè đồng nghiệp chính là ghi nhận xứng đáng nhất cho những nỗ lực, phấn đấu không ngừng của bác sĩ Bạc Thùy Lan khi đã khoác trên mình chiếc áo blue trắng. Câu chuyện vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe đời sống số này của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.